Vào khoảng 10 giờ trưa nay ngày 17 tháng 10 trên tuyến quốc lộ 1A Lạng Sơn, Hà Nội xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc, hai người bị thương nặng. Đáng chú ý sau cú đâm mạnh xe Suzuki Nutback từ trong xe ra quốc lộ vung vãi thiệp mời đám cưới. Xe Suzuki, người dân địa phương hay gọi là xe Sucoc mang biển số 12A02320 đi từ hướng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc theo quốc lộ 1A đến km 43 thuộc địa phận huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì va chạm với xe tải đi ngược chiều. Hậu quả hai xe hư hỏng nặng. Hai người ngồi trên xe Suzuki trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu, trong đó người lái xe bị nát một chân. Đáng chú ý, trên xe Suzuki vung vãi thiệp cưới từ xe ra quốc lộ. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, thì xe này đang chở một người mẹ ở thị trấn Đồng Đăng đi mời cưới con trai trong thời gian sắp tới. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc kể trên gây ách tắc nhiều giờ trên tuyến. Một số phương tiện phải di chuyển theo đường quốc lộ 1A cũ, chạy song song kế bên với quốc lộ 1A hiện tại. Công an địa phương đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc. Điều đáng nói, nơi đây có biển báo hạn chế tốc độ, nhưng tai nạn thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra.